Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Và hiện tại trên bàn của mình đây thì đang có một con, đó là Pocket 2. Và như các bạn cũng đã biết thì ở trên Pocket 2, để mà có thể là kết nối với điện thoại thì chúng ta sẽ phải kết nối qua một cái app có tên là DJI Mimo. Và đặc biệt là ở trên Pocket 2 ấy, thì chúng ta có một công nghệ đó là OcuSign 2.0. Và cái công nghệ này thì nó sẽ giúp chúng ta là có thể là live stream trực tiếp ở trên cái chiếc camera này. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để chúng ta có thể là live stream trực tiếp ở trên Pocket 2 thông qua cái ứng dụng là DJI Mimo nhé. Ok, và cái điều cần đầu tiên để chúng ta có thể live stream bằng chiếc Pocket 2 này, ở đây thì mình đang có một bản, đó là bản Pro Combo. Thì khi mà anh em mua cái bản Pro Combo này ấy, thì nó sẽ được tặng thêm một cái cục đế wireless này rồi, và chúng ta sẽ không phải mua thêm bất kỳ một cái gì nữa. Thế nhưng mà khi mà anh em sử dụng cái bản là Pocket thường thì ở Tokyo Camera của mình có bán rời cho anh em một cái đế để chúng ta có thể là kết nối wireless và để có thể là live stream được bằng chiếc Pocket 2 này nhá. Và bây giờ thì mình sẽ vào ứng dụng là DJI Mimo anh em nhá. Đây, DJI Mimo này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ kết nối này. Đó, và nó sẽ tự tìm thông qua cái Bluetooth nhé các bạn nhé. Đây thì mình đang hiện cái Pocket của mình rồi. Và hiện tại thì cái chiếc Pocket 2 của mình nó đã kết nối Bluetooth thông qua cái ứng dụng là DJI Mimo rồi. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta có thể là live stream bằng cái app DJI Mimo này nhá. Bây giờ thì anh em sẽ kéo giúp mình sang cái phần góc phải này, nó có một cái phần là phần live stream nhá. Đó, khi mà kéo sang này thì nó sẽ hiện sang cái phần Facebook cho anh em nhá. Và mình sẽ ấn là Start Live Stream Setting này. Bây giờ thì nó yêu cầu mình là phải check networking connection. Đó, bây giờ anh em sẽ kéo lại giúp mình sang cái phần là Wi-Fi ở đây nhá. Giữ đây giúp mình này. Đó, thì nó đang hiện là kết nối với cái Wi-Fi là DJI Pocket. Thế nhưng mà để live stream được thì chúng ta cần phải kết nối với một cái mạng Wi-Fi. Và bây giờ thì mình sẽ kết nối với Wi-Fi của mình này. Rồi, và khi đó thì cái màn hình của mình nó sẽ hiện lại cho mình giúp mình nhé. Đó. Rồi, và mình sẽ ấn là phần live stream này. Rồi, và máy nó sẽ đang báo bên đây, đó là preparing to live stream này. Ok, thì sau khi mà các bạn vào cái phần là live stream setting rồi thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó chính là chọn một cái network. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào cái phần network connection này và các bạn chọn giúp mình cái wifi của chúng ta nhé. Đấy thì mình đã chọn rồi này. Ok. Và ở dưới đây này thì nó sẽ có một cái phần là share with. Thì mình sẽ chọn ở đây là mình đang test thôi. Thế là mình sẽ chọn chế độ là chỉ mình tôi thôi nhé. Rồi. Và ở đây thì anh em có thể chọn cho mình đó là cái độ phân giải. Mình đang có ở đây là 480 thì nó sẽ mượt hơn. Thế nhưng mà mình thích nó là để 720 cho lên HD đi. Ok, 720 này. Và các bạn hoàn toàn có thể là sao lưu cái đoạn live stream của mình vào trong thẻ nhớ của cái chiếc Pocket 2 này nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ấn live stream xem như thế nào nhá. À, mình phải nhập một cái tiêu đề live stream nữa các bạn ạ. Đó. Đó, thì ở trên cái màn hình ở chiếc Pocket 2 của mình ấy, nó đang có một cái chế độ ở bên góc trái màn hình, đó là chế độ live. Và ở đây thì anh em thấy là chúng ta không đọc được bình luận được không ạ? Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần Facebook của mình nhá. Để xem là có cái live stream đang hiện không nhá. Ok. Đây. Và ở đây thì anh em thấy là chúng ta không đọc được bình luận đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần của mình nhá. Đó, thì cái live stream của mình nó đang thực hiện này. Mình đang để tiêu đề là hello và mình vừa mới để là chế độ chỉ mình tôi. Và bình thường anh em có thể là cầm cái Pocket 2 này, chúng ta có thể đi bất kỳ đâu. Và cái mic của nó nhận sẽ là mic trực tiếp của cái chiếc Pocket 2 này anh em nhá. Ok, và anh em có thể là chỉ cần nhìn cái điện thoại này để có thể là đọc comment mà thôi. Đó. Ok, vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau thử live stream ở trên chiếc Pocket 2 này rồi. Và mong rằng là với chia sẻ của mình thì sẽ giúp các bạn là có thể live stream ở trên chiếc Pocket 2 này nhá. Và nếu như bạn thấy thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera nhá. Chào các bạn.